Di Đà, Đà, Đà Phật. Xin tiếp tục bàn về pháp hộ niệm vãng sanh là gì? Câu C, trang 65. Pháp hộ niệm vãng sanh là trực tiếp trợ duyên, điều giải oán nạn, hóa gỡ những vướng mắc giúp người bệnh khi lâm chung giữ chánh niệm để được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Đúng không chưa vậy? Đây là cái trọng điểm của cái phương pháp hộ niệm. Trực tiếp trợ duyên. Thường thường khi mà một người rơi vào cái tình trạng lâm chung, nếu không có sự trực tiếp hỗ trợ trợ duyên của những người còn khỏe thì cái người bệnh đó rơi vào cái trạng thái cô độc bị bao vây bởi những cái lực lượng hung hãn vô cùng mình nói cho rõ hơn là oán thần trái chủ mỗi người chúng ta ở đây không bao giờ có cái kinh nghiệm về oán thần trái chủ như thế nào nhưng trong kinh Phật có nói kinh địa tạng có nói và người hộ niệm khi đối diện với người bệnh cũng đã rất nhiều lần gặp qua những chứng nạn đó. Thực sự là kinh khủng. Cái oán nạn của oán thần trai chủ có thể nó xảy ra trước mấy năm trường khi người đó ra đi. Và thường thường trong khoảng chừng một tuần, mười ngày khoảng đó là người bệnh thường thường bị oán nạn. Có những oán nạn nho nhỏ đó là những người có phước ăn ở hiền lành nhiều đời nhiều kiếp có tu hành oán nạn dữ dằn làm cho họ rơi vào tình trạng khủng hoảng không còn tự chủ được nữa đó là những người thiếu phước ít tu hành nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp nói chung là nặng hay nhẹ đều có cả hình như là một trăm người không có người nào thoát khỏi nặng hay nhẹ mà thôi xin thưa với chư vị nếu giả sử như không có oán thân trái chủ Nộp cái bệnh khổ không Cũng làm cho cái người bệnh đó Không biết đường nào mà mò Mấy hôm nay chúng ta gặp cái cơn gọi là Cảm xúc Mình thấy là Nội cái cơn sốt không trải qua cũng một vài ngày là hết Mà khi mình rơi vào cái tình trạng đó Mình mệt đến nỗi thở không không nổi Sơ sơ như vậy thôi Niệm A-di-đà-phật cũng không ra tiếng trong khi đó thì tứ đại phân ly trong lúc xả bỏ bao thần không phải là điều đơn giản cho chúng ta. Có thể mặc nhiên, không nghĩ tới đâu. Mong chú vị phải, phải nhớ cho cái tình trạng này. Chính vì thế mà sự trực tiếp trợ duyên của người hộ niệm rất quan trọng, vô cùng quan trọng, tối cần thiết. Trợ duyên cái gì đây? Một là giúp đỡ trong những lúc đau đớn nhất đầu, Mỗi mệt, chóng mặt, người ta có thể giúp đỡ cho mình. Cái thứ hai là điều giải oán nạn. Điều này vô cùng, vô cùng kinh khủng. Mà chỉ có những người thực sự đã trải qua cái sự mà lâm chung rồi mới thấy. Cận tử nghiệp rồi mới hay. Còn bây giờ ngồi đây chúng ta chẳng qua là lấy một cái chút kinh nghiệm gì khi đi hồ niệm nói lại. Nói những ý của Phật nói trong kinh mà nói lại thôi. Trước khi mà chư vị đi hộ niệm và thấy nhìn những cái người bị oán nạn đó họ trờn mắt lên họ méo mặt họ kinh hoàng nhiều khi họ rơi vào cái tình trạng mà không biết họ là họ hay là họ là ai nữa chư vị mới thấy được sự đau khổ vô cùng của những người mà khi đối diện với cảnh tượng đó cho nên điều giải oán nạn lúc đó chỉ dành cho những người thực sự còn tính táo, còn có sức khỏe người ta mới làm được việc này lúc đó bao nhiêu người thành tâm khấn khoáng để mà năng lý niệm a di đà phật cầu phật gia trì thì mở mây ra giúp cho chính người đó có sự lợi lạc còn chính người đó mà tự đứng ra điều giải oán thân trái chủ thì xin thưa với chư vị bây giờ đây thì mình có thể nói được chứ trong lúc đó nhiều khi mở một lời mở không không ra tâm đã tán hoại hết trơn rồi ý chí đã tiêu hết trơn rồi khó lắm đấy không phải giỡn đâu chính vì thế thực sự pháp hộ niệm Họ làm được những chuyện này đấy. Hóa gỡ những vướng mắc Vương mắc gì đây? Vương mắc là chính người bệnh tạo ra đấy. Thường nhớ con cái, sợ chết, sợ bệnh. Kinh hoảng trong những lúc mà bị oán nạn đấy. Tự người bệnh hóa gỡ không được. Vướng mắc trùng trùng, vô hình, vô tướng. Nhiều không tưởng tượng được. Không thể nào từ họ hóa gỡ được. Cho nên thường thường có nhiều người cứ nói rằng là tôi sẽ an nhiên tự tại nhưng mà lúc đó họ hoàn toàn không an nhiên họ nói trong lúc an nhiên nhưng mà gặp cái tình trạng đó họ không an nhiên không làm được xin thưa với chư vị chỉ có những người còn khóe còn sáng suốt nhìn vào người ta gửi dùm cho lúc đó mình sợ chết chính mình không biết là mình sợ chết mình kinh hãi thôi nhưng mà thực sự mình sợ chết còn sợ chết thì thôi đành phải theo cục thịt đó mà xuống dưới nó một rồi đợi 49 ngày sau lang thang ở chỗ nào đó Chịu nạn Còn sơ bệnh là còn vướng mắt Còn thương con là còn vướng mắt Còn nhớ tiền tài là còn vướng mắt Còn nghĩ là mình còn sống thêm vài năm nữa là còn vướng mắt Đủ thứ vướng mắt Cho nên phải cần những người sáng suốt Đúng là những người hộ niệm Họ sẽ hóa gỡ những vướng mắt Giúp cho người bệnh khi lâm chung giữ được chánh niệm Nhắc nhớ là chánh niệm Mỗi một pháp môn mỗi khác một người tu thiền Người ta có chánh niệm khác Một người tu theo cái thiền vô vi Của Thầy Tám Có cái chánh niệm khác Còn một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thì chánh niệm của người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Là niệm câu a di đà Phật Với đầy đủ tín nguyện Để họ trở về Tây Phương Nếu lúc đó mà ta đem cái chánh niệm của người tu thiền áp dụng cho người niệm phật nhất định bị đặt đường dài nếu ta muốn đi về tây phương mà ta đem cái thuyền vô vi áp dụng vô cái lúc đó nhất định chúng ta không có thể và vãng sanh về tây phương cực lạc được một người đang tạo phước phước đời tu phước nếu đem chánh niệm mà cần tu phước đó để áp dụng vô cái người vãng sanh thì nhất định người vãng sanh bị lạc được cho nên mỗi chánh niệm mỗi khác tùy theo cái phương pháp tu tù chứng tùy theo cái đường đi của nhân người tu hành mà chánh niệm mỗi khác như vậy chữ chánh niệm ở đây chính là làm sao giữ cho người bệnh quyết lòng trở về Tây Phương. Bao nhiêu sự khủng hoảng, bao nhiêu sự đe dọa gì đã làm cho lung lay tinh thần. Bây giờ để không còn lung lay nữa. Quyết định tin tưởng vững vàng. Như vậy chính hạnh nguyện chính là chánh niệm của người niệm Phật. Chỉ có người thực sự biết khổ niệm, họ sẽ leo lái giúp cho người bệnh giữ được chánh niệm mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thế mới biết hộ niệm quan trọng lắm đó chưa vị đừng nên sợi mà cô chịu mình bị bao vây hoặc đa đầu thọ địch lúc đó chịu thua giơ tay đầu hàng câu đề pháp hộ niệm vãng sanh giúp người niệm phật nắm vững phương cách tu hành biết rõ đường đi điểm về không còn mong lung nữa đúng không chưa vậy ở trên là nói về những cái vướng mắc nho nhỏ trong lúc lâm chung trong những lúc mình sắp sửa xả bỏ bao thân bị kẹt những gì oán thân trái chủ như thế nào làm sao mà mình vững thì thực ra là trong pháp hộ niệm nếu mà chư vị để những cái cuộc tổ đàm về hộ niệm chú ý thì thường thường người hộ niệm luôn luôn nhắc nhở người bệnh thấy bất cứ cảnh giới nào đều là huyễn mộng thấy nhà lầu huyễn mộng thấy ông trời huyễn mộng thấy ông tiên huyễn mộng thấy bồ tát huyễn mộng tất cả đều trò huyễn mộng đừng để ý tới đừng tham chấp vào cứ một lòng nghĩ a di đà phật nhớ a di đà phật cất lời niệm a di đà phật chờ a di đà phật lai nghinh tiếp dẫn như vậy chỉ có hai vế một là a di đà phật lai nghinh tiếp dẫn ta đi theo a di đà phật Hai là không phải a di đà Phật ta đừng sợ, đừng mừng, đừng tham, đừng chấp tới. Thì tự nhiên ta vững vàng giữ chế niệm. Còn câu này là pháp phổ niệm vãng sanh giúp cho người bệnh nắm vững phương pháp tu hành là vậy cho chúng ta bắt đầu từ đây mà đi. Hồi giờ chúng ta tu lơ mơ lờ mờ trong cái chuyện gì đó. Bây giờ không còn lơ mơ lờ mờ nữa. Niệm Phật là tu Đường đi chúng ta là đi thắng về Tây Phương Cường Lạc nhất định phải giữ cho vững. Phương pháp hộ niệm là giúp cho người niệm Phật đi thắng một con đường, không được đam mê những con đường khác. Hay nói rõ hơn là chuyên tu không được tạp tục. Rõ ràng, một người nào thấy một pháp nào hay quá áp dụng vô, anh đã đi hai đường rồi. Thấy một cái ý tưởng gì hay quá đem vào, anh đã nghĩ tới hai nẻo rồi. Nhất định bị trở ngại Một là nhất Hai là nhị Nhị thì phân vân do dự Năm mươi năm mươi Tam thì còn có ba mươi phần trăm Tứ thì còn hai mươi lăm phần trăm Từ đó nó chiên kể ra Đến lúc nằm xuống rồi thì Mơ mơ màng màng Đứng giữa năm sáu ngã đường Không biết chọn lựa đường nào Chỉ có một tích tắc phân vân Thì nhất định theo nghiệp thọ nạn Bao nhiêu cái phước báu tu hành nào đó Nó gối gọn trong a à, lại giải thích chờ một đời kiếp nào tương lai sau khi thọ nạn máng phần rồi mới hướng đây là cái vô cùng nguy hiểm của người tu hành mà không thắng không chuyên không nhất cho nên cái pháp hộ niệm dạy cho chúng ta là phải đi cho thắng vì sao vì anh tu bao nhiêu pháp hành bao nhiêu thứ nữa sau cùng anh có niệm được câu a di đà phật hay không nếu anh niệm được câu a di đà phật quyết lòng tin tưởng trở về tây phương thì nhất định anh được phản tranh còn lúc đó anh không niệm được câu a di đà phật thì tất cả những sự huân tu dù dối hay dở nó cũng chỉ là phước báu nào đó trộn trong cái vô lượng vô biên những chúng tử tội phước phước tội từ vô lượng kiếp tới bây giờ nhất định không thể nào mà anh muốn bóc cái cái chúng tử nào để anh sử dụng là được đâu không dễ đâu cho nên pháp bộ niệm vãng trên là giúp cho người niệm phật nắm vững phương pháp tu hành Sở dĩ hồi giờ nhiều người niệm Phật mà không vẫn tránh là tại vì không nắm vững phương pháp tu hành. Mong lung quá sức, mơ màng vô cùng. Mơ màng trong lúc tỉnh thì cái lúc mà mình nằm một chỗ qua que càng mơ mơ hồ hồ hơn nữa, càng mù mịt hơn nữa. Cái lúc sáng thế này mà chưa thấy đường đi, đến lúc mà thân thể kiệt quệ, tâm trí rối loạn rồi mà cũng đi sáng nữa thì vô cùng là bừa bãi. Chính vì thế mà Pháp hội Niệm thực sự là cả một cái đại cứu tinh cho chính chúng ta. Xin chú vị chú ý đừng nên sơ suất Biết rõ đường đi điểm về không còn mong lung nữa. Đường đi của mình là đi thẳng về Tây Phương Cường Lạc. Điểm về của mình là Tây Phương Cường Lạc. Cho nên nói đi nói lại nói lên nói chúng vẫn là ba điểm này. Một là tin cho vững. Hai là nguyện cho tha thiết. Ba là niệm cho rõ rệt câu a di đà trong tâm khi gặp bất cứ một cảnh giới nào. Nếu người nào làm được như vậy, tức là chánh niệm, đường đi đã rõ, điểm về đã rõ và không còn mong luôn nữa. Mong chư vị phải chú ý cho. Tiến đường là có con đường. Niệm Phật là có mấy chèo. Nguyện vãng sanh chính là bánh lái. Nhất định ba cái này kết hợp lại. Kết hợp lại rồi có đi được không? Chưa chắc, tại vì sao? Tại vì sức chèo là niệm Phật chưa chắc mình chèo nổi. Như vậy thì sao? Nhờ người hộ niệm chèo giùm cho. Sức nguyện là bánh lái, bánh lái phải còn người lái, lúc đó mình mệt quá lái không nổi cũng phải cần một người lái. Ai là người lái chúng ta Ta phải lái Nhưng mà cũng phải có người giúp cho ta Chỉ cái la bàn chúng ta Chúng ta đi thẳng lái cho đúng cái hương đó Nhất định như vậy Cho nên tính hạnh nguyện không thể rồi Và người hộ niệm Ở trên tàu giống như là một người thợ Thợ máy Thì máy chúng ta hư Người thợ máy sửa liền tại chỗ Đừng có nghĩ là chúng ta có cái máy là chúng ta chạy tới Coi chừng cái lúc bệnh xuống là cái lúc cái máy ta hư mấy giờ chúng ta trở ngại. Cho nên xin thưa với chữ nói qua nói lại gì, pháp phổ niệm vẫn là đại cứu tinh giúp cho chúng ta một đời này trở về Tây phương thành đạo. A à, Di đà, à, đà Phật. Siêu âm như lai vọng khắp đất trời thấm sâu vào lòng